nhiều hơn mồ hôi. Gà đá thì lo vô ngồi coi, chiếc quán nhậu tôi thấy có cái xác. Hôm sau thì có thằng mồ côi, nơi kim tiêm cũng dùng để chữa bệnh. Kim tiêm đã giúp cho mày phê, thực phẩm này nó lấy từ đâu vậy? Không có ăn chứ ở đó mà chê. Nơi hết bên được cuốn đi từ nhỏ, gật đầu chứ không hỏi tại sao. Nơi ngoại tao đã bỏ bên người khác, nó chỉ hàng vào mặt ông ngoại tao. Là thằng mập mà chịu phải ăn hết, dù đau nhưng phải ráng không sao. Vài năm trước đến tao cho trường học, vài năm sau nó lên vào công an. Nên bản thân tôi cần phải vươn lên thôi, nơi thì cắn đây tôi đã xin tên thôi. Biết tôi thật giả với bao lần cật ngã, tao không thể mặc cả mấy cặp tay quên thôi boy. Không như giả trạng cũng hồi không lấp biển đi, ngày xong chưa sao người nhanh lên chuyển đi. Đừng nói to bằng khắp cây dãy núi, còn hành động thì nhiều kinh hiển đi. Người thì thực thấy còn gì đấy con hay mơ, tôi thì hóa sâu sắc lại mấy con nai tơ. Ai cũng ước có tiền để trong túi, chân bản thân người đặt trong container. Nên văn minh là thứ tao hướng tới, tôi đang rap về gái thuốc và hóa thành gangster. Lừa bọn fan nhét tiền để trong bát, còn hậu quả thì tôi đang phân lờ. I wanna see your power, die with me. 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 I wanna see your power. I wanna see your power. Nhóc sinh ra trong gia đình đã đổ vỡ, tuổi tao nó trải qua biết bao nhiêu khổ sở. Cha nó đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, phải lang thang nhiều ngày chỉ để tìm được chỗ ở. Đi rồi mà chẳng biết ở đâu, chỉ có hai mẹ con đùm bọc che chở nhau. Đối mặt với biết bao nhiêu lời xông gió, khi từng bạn còn không có, lúc đó cha nó ở đâu? Mẹ nó đành đưa nó về bên ngoài nó, ngoài nó đuổi mẹ nó đi ngay tại đó. Mọi chuyện xảy ra nó biết là tại nó, yeah, tất cả mọi chuyện xảy ra là tại nó. Vì trong bụng mẹ nó đã không được công nhận, khi nó xuất hiện gia đình cha nó không nhận. Chỉ có mình mẹ nó là vẫn có thương nó, quyết định giữ nó lại để cuộc đời nó không tận áp được là quá lớn. Mẹ nó bỏ đi, mẹ nó bước đi trước khi lòng người nhỏ đi. Có một điều ước, xin đừng hỏi nó ước gì, nó sẽ ước cả mọi thứ của nó từng bị tước đi. Nó cho mồ côi sống với hai bàn tay trắng, trắng cho tất cả vì còn buồn và cay đắng. Cứ bước tiếp một chiều kia có thay nắng, sống được tới hiện tại chắc là do nó may mắn. Let's go.